Dạ chào anh Nghĩa, chào các bạn, chào tất cả mọi người. Như mùa đông vậy em? Không có anh, cái này là cái phong cách đó anh. Cũng hơi lạ thiệt. Tiếp theo Cao Mỹ Kim, lâu rồi mà thấy em xuất hiện trở lại. Thời gian vừa qua vì đâu mà em vắng bóng? Dạ thời gian vừa qua thì em chuyển qua làm kinh doanh. Kinh doanh gì em? Dạ. Kinh doanh thì... bất động sản hả? Rồi nữ giám đốc. Em có công ty truyền thông với event riêng. Trời ơi. Dạ. Tiếp theo Quỳnh Lý. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Nghĩa, chị Vi Vân, chào chị Kim, chào anh Hy. Thì ngày hôm nay em rất là vui khi được đến với chương trình Sao Hay Chữ. Mà em có thấy em cảm giác mình hay chữ không? Em không hay lắm. Hồi nhỏ đi học dở văn không? Hồi nhỏ đi học, em thi vô trường điểm văn em thấp nhất khối. Trời ơi. Mặt tự hào với sợ. Nhưng mà điểm toán em cao nhất khối. Tiếp theo Phạm Hy. Dạ em xin phép chào tất cả mọi người. Chào anh Đại Nghĩa và các bạn cùng chơi. Em thì cái trường hợp của em lại ngược lại với lại Quỳnh Lý. Dạ. Là ngày xưa em học tất cả các môn toán, lý, hóa, anh đều là dở hết. Em giỏi đúng một mình môn văn thôi. Wow. Và đến khi mà em làm cái đơn mà thi đại học đó, em nhìn đúng ngành diễn viên là môn văn với năng khiếu. Thì em thi luôn. Đúng cái sở trường của mình luôn đúng không? Dạ đó, cho nên là em là trường hợp ngược lại. Khoe đi nha, khoe học giỏi đi nha. Đó. Trời ơi. Cái chân. Trời ơi, bây giờ nó nghe nè, có cái gì mà nó khó hơn không? Có không? Bị. Kim ơi, em nó bị Vi Vân nó chơi chiêu với em. Thấy không? Nó phóng nó ngồi xuống như vậy. Không phải không? Trời, nó phóng nó ngồi xuống, em chồm vô em. Là cái tầm tay của anh là rơi ngay cái tóc của em luôn. Dạ. Cho nên anh khều cái chúng phóc. Rồi hai em gái ra ngoài. Hai trai vô. Bây giờ mình hai chiêu. Trai vô. Đi chuẩn bị. Dạ. Không có chơi chiêu. Cái vấn đề là này đứng đằng sau rồi đẩy anh này lên nè. Không công bằng nè. Cái vấn đề là bây giờ tôi ghét cái nào đụng nó được cái đơn. Ghét cái dòng ghê luôn rồi. Anh đụng nó mới là hay chứ anh đụng em là bình thường. Đó. Trời, từ từ bắt đầu. Lôi dứt. Dạ dạ u dứt ra. Anh luôn ơi, đụng nó đi nè. Chơi gì vậy? Chơi gì vậy? Chơi gì vậy? Chơi đồ vật hả? Chơi đồ vật mà giống như là chơi đồ vật vậy đó. Gì vậy? Tính xin chơi lại hả? Sớm, loại nó sớm. Rồi Phạm Hy với Vi Vân vô. Trời không lẽ giờ Phạm Hy không nhường trời. Đâu đúng không anh? Đúng Quỳnh. Không có nhường luôn. Trời ơi trai không nhường. Đúng không rồi. Nha. Trời đất ơi nhường gì không biết. Đó giờ tôi không có đẩy tôi nha, không có đụng với vấn tôi đề nha. Giờ nào chưa chiêu cao tay hơn. Chứ bây giờ đụng ai cũng dính hết trơn á. Đụng ai cũng dính hết trơn trời á. Bây giờ không. Anh bỏ anh đụng nó đi. Anh bỏ anh đụng nó đi. Bây giờ quy định nè ha. Đứa nào giành ngoài vòng là thua đúng không? Dạ. Đó thì đó chiêu đó. Ủa giăng hay vậy? Đó giăng ngoài vòng là thua. Không thấy em. Giờ sao? Anh nghĩ không thèm sao? Anh nghĩ không thèm. Anh đuôi hả Hy? Anh đeo mắt kiến cho anh còn thấy mờ mờ chứ Hy. Hả? Nghĩ sao vậy? Trời ơi. Đuôi. Dữ. Cái gì anh chụp dữ vậy? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao đương dân vô đỡ đạn gì? Nó bắt bằng đường Hy nè. Nó bắt bằng đường Hy nè. Em dịnh nó cho. Anh đụng đi. Quánh nó. Không nhận được mà còn quánh nó luôn nè.